Chiều ngày 5 tháng 10 năm 2023, Đảng ủy thị trấn Lang Chánh tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 60 năm, 55 năm, 50 năm, 40 năm và 30 năm tuổi Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm 2023. Tới dự và trao huy hiệu Đảng có đồng chí Lữ Đức Trung, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cùng dự có Văn phòng Huyện ủy, lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các ngành đoàn thể, Bí thư chi bộ, trưởng khu phố, các đảng viên và gia đình đảng viên được trao tặng huy hiệu đợt này. Trong đợt này, Đảng ủy thị trấn Lang Chánh có 11 đảng viên được trao tặng huy hiệu, trong đó có một đồng chí được trao tặng huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, một đồng chí được trao tặng huy hiệu 55 năm tuổi Đảng, 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Đảng ủy thị trấn đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa, ghi nhận những chặng đường rèn luyện cũng như những đóng góp cống hiến của các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Các đồng chí đều là những đảng viên ưu tú, từng tham gia chiến đấu tại các chiến trường và tham gia công tác xã hội tại địa phương. Qua quá trình công tác và hoạt động trong Đảng, các đảng viên luôn nêu cao tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ của địa phương, luôn động viên con cháu, nhân dân chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, góp phần quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương. Trực tiếp trao huy hiệu Đảng cho đảng viên 60 năm tuổi Đảng, 55 năm tuổi Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Lữ Đức Trung chúc mừng, ghi nhận biểu dương và bày tỏ sự trân trọng với những đóng góp của các đồng chí trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Mong muốn các đồng chí đảng viên tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tham gia đóng góp sức lực trí tuệ xây dựng Đảng, chính quyền, quê hương thị trấn ngày càng thêm giàu đẹp, văn minh. Đồng chí Vũ Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh đã trực tiếp chúc mừng và trao tặng huy hiệu Đảng cho 4 đồng chí được trao tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng và 3 đồng chí được trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Tại buổi lễ, đồng chí Lê Xuân Đương, sinh hoạt tại chi bộ khu phố Lê Lai, đảng viên 40 năm tuổi Đảng, thay mặt các đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng, đã hứa sẽ tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp chung của địa phương trong những năm tới, dù bất cứ ở đâu, với cương vị công tác nào, dù tuổi cao, sức lực có giảm, nhưng nguyện là người cộng sản tiêu biểu, gương mẫu trong mọi phong trào ở địa phương, cùng gia đình, tổ chức đảng cơ sở chung tay xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Vũ Thế Vinh, Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh đã chúc mừng những đảng viên được nhận huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9, đồng thời cảm ơn những đóng góp của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng và những cống hiến trong sự nghiệp cách mạng của Đảng. Bí thư Đảng ủy thị trấn Lang Chánh cũng mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng sẽ tiếp tục nâng cao trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của mỗi đảng viên, làm gương sáng cho các đảng viên trẻ noi theo, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, xây dựng thị trấn Lang Chánh ngày càng phát triển.